Học digital có cần học vẽ trên giấy trước không? Thì không cần học trước nha. Kiến thức của vẽ giấy hay với vẽ máy thì nó đều như nhau, nó chỉ khác nhau về công cụ thôi. Nói chung là hai cái này nó không có bắt buộc là cái nào trước cái nào sau cả. Chỉ là có những người người ta vẽ digital tốt mà chưa từng vẽ giấy bao giờ cũng có luôn. Giấy hay là máy hay là cái gì đó, nó chỉ là cái việc mà bạn trình bày cái kiến thức đó ra như thế nào và dùng cái công cụ gì để mình trình bày kiến thức đó thôi, chứ nó không có liên quan tới cái việc là vẽ giấy thì kiến thức nó sẽ khác, còn vẽ máy thì kiến thức nó sẽ khác. Cái khác ở đây nó chỉ là cái cách mình sử dụng công cụ vẽ thôi.